Công ty cổ phần điện tử Đại Liên Thanh xin kính chào quý vị. Qua hai video review mẫu loa D12 thì câu hỏi là liệu bên trong mẫu loa D12 có gì vẫn còn đang là câu hỏi bỏ ngỏ. Và trong video ngày hôm nay tôi sẽ giải đáp câu hỏi ấy và để cho quý vị có một cái nhìn tổng quan toàn diện hơn mẫu loa D12 rất là hot hit này. Đại Liên Thanh cũng đã áp dụng những cái phương pháp kỹ thuật cao cấp cũng như là để cho chuyên viên làm nghề dày dặn kinh nghiệm lắp nên thùng loa của D12. Vì vậy nên mẫu loa D12 có thể đứng trụ rất là vững chắc dù không có thanh chống chữ T để chịu lực. Không gian bên trong mẫu loa D12 được tận dụng khai thác tối đa hết mức có thể. Quý vị có thể thấy là trạm phân tần được đặt lệch ở phía bên trái so với hướng của quý vị. Và đây là một cách sắp xếp rất mới mẻ, nhưng vẫn đảm bảo được tính trung thực trong chất lượng của âm thanh. Nói sơ qua về trạm phân tần, thì trạm phân tần của mẫu loa D12 sử dụng dây loa cao cấp chuyên nghiệp 100% đồng nguyên chất. Và với chất liệu dây dẫn đạt mức tốt nhất như thế này, thì tín hiệu truyền đi trong loa sẽ rất là mượt mà, đầy đủ và chi tiết nữa. Nói thêm một chút là linh kiện ở trạm phân tần đều được gắn thương hiệu BSD để xóa tan mọi nghi ngờ khúc mắc của những quý vị khi mà lần đầu tiên mua loa của công ty Đại Liên Thanh về sử dụng. Mút tán âm dày dặn được lắp rất là chắc chắn bên trong thùng loa của D12. Và với mút tán âm cao cấp như thế này thì âm thanh sẽ không bị nhiễu và sóng âm cũng sẽ không ảnh hưởng tới tuổi thọ và tính bền bỉ của thùng loa. Cá nhân tôi khi mà lần đầu tiên nhìn vào bên trong của mẫu loa D12, tôi cảm thấy như là đang lạc vào cái thế giới khác vậy. Vì với cái mút tán âm cao cấp này thì nó đã khiến cho bên trong của mẫu loa D12 thêm phần mỹ miều và chuyên nghiệp hơn. Khi mà lần đầu tiên nhìn vào cái không gian bên trong của mẫu loa D12 thế này thì quý vị chắc chắn sẽ thắc mắc là không biết là cái lỗ thông khí nó đã nằm ở đâu rồi. Thì xin thưa với quý vị, lỗ thông khí thường được sắp xếp ở đằng sau, nay đã được thiết kế lên để ở mặt trước, cụ thể là hai bên ở vị trí đặt củ loa chép. Và với bộ đôi hoàn hảo lỗ thông khí cùng mút tán âm thì âm thanh sẽ không bị tù bí bên trong mẫu loa D12 mà sẽ được đẩy toàn bộ ra ngoài ở phía trước một cách đầy đủ và chi tiết nhất, đem lại những trải nghiệm âm thanh tuyệt vời cho người dùng. Ở phía đáy mặt trong của mẫu loa D12 có một ống trụ kim loại. Đây là bộ phận để giúp quý vị có thể kết nối mẫu loa D12 lại với những loại sức khác của thương hiệu BSD. Cụ thể ở đây là sức B18, B18LX và BSD933. Với cách ghép nối như thế này thì không chỉ là khiến cho sân khấu của quý vị trở nên sáng tạo hơn mà còn đem lại những cái giây phút trải nghiệm âm thanh thật là thăng hoa cho người tiêu dùng. Thưa quý vị, một sản phẩm loa dùng trên sân khấu luôn phải hoạt động mạnh mẽ và luôn phải chịu sự dao động ở mọi ngóc ngách từ trong ra ngoài. Và nếu như mà không có cái phương pháp gia cố chắc chắn thì sẽ không đảm bảo được cái tuổi thọ của thùng loa. Và cụ thể là Đại Liên Thanh đã sử dụng phương pháp ốp ký chuyên nghiệp dùng ở mọi chỗ ghép nối của thùng loa để tăng cái tuổi thọ cũng như là tính bền bỉ của sản phẩm. Và những lời vừa rồi cũng đã khép lại video cuối cùng review về mẫu loa D12. Và qua những chuỗi video review mẫu loa D12 đầy tâm huyết của công ty Đại Liên Thanh, chúng tôi không gì hơn mong quý vị có thể lựa chọn được cho mình một mẫu loa phù hợp với nhu cầu sử dụng. Đừng quên like và share video quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.